Chào buổi chiều, chào buổi sáng tốt lành, các đồng nghiệp thân mến. Tôi không biết các bạn đang ở đâu, do vậy có lẽ tôi nên nói cả hai thời điểm cùng lúc. Và các trợ lý của tôi rất muốn biết rằng các bạn nhận được tín hiệu như thế nào. Các bạn nhìn thấy tôi được không? Các bạn nghe tôi nói có rõ không? Và nếu khó nhìn thấy tôi hoặc thậm chí tệ hơn khó nghe thì hãy có ý kiến ngay lập tức nhé. Chúng ta sẽ có trình tự làm việc hôm nay như thế nào? Đầu tiên, đúng vào thời điểm để nói về chống xét. Bởi vì ngày hôm nay đã tăng thêm một phút, mùa xuân đang đến gần và chính thức là lúc để nói về rông xét. Chúng ta sẽ nói theo một trình tự hơi khác so với thường lệ, bởi vì những người tổ chức cuộc hội thảo đã đề xuất thế này. Chia nội dung hội thảo thành nhiều phần gồm các câu hỏi liên quan với nhau, và sau mỗi một phần như vậy, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của các bạn về phần cụ thể vừa trình bày. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Những phần như vậy, tôi cho rằng nó sẽ là 4, bởi vì phần đầu tiên sẽ liên quan đến lắp đặt các cột thu lôi. Phần thứ hai sẽ đề cập đến các thiết bị nối đất. Phần thứ ba và phần thứ tư sẽ đề cập đến các tác động đặc biệt của sét đối với các công trình có khối lượng lớn nhiên liệu hydrocarbon. Còn bây giờ, tại sao lại lựa chọn chủ đề này? Những công trình có một khối lượng lớn nhiên liệu hydrocarbon. Có hai điểm sau đây. Đầu tiên là, dù sao nó cũng là một đối tượng quan trọng của ngành công nghiệp và xuất khẩu của chúng ta. Và điểm thứ hai, nó hoàn toàn là ích kỷ, bởi vì cơ sở quy phạm của các tài liệu này nó dù sao cũng bao quát hơn nhiều so với cơ sở quy phạm của những ngành khác. Và thật thú vị khi được làm việc với nó. Đây có lẽ là tất cả. Và tiếp theo đây, Nadia sẽ vẫn giúp tôi như mọi khi. Cô ấy sẽ tiếp nhận các câu hỏi của các bạn. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, các bạn cần phải hỏi ngay lập tức sau từng phần hội thảo. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đây có lẽ là toàn bộ phần mở đầu. Tại sao cái mũi tên ở chỗ tôi lại không chạy nhỉ? Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Hãy bắt đầu với tiêu chuẩn quy định quốc gia. Đây là hai tài liệu tiêu chuẩn mà các bạn đã biết. SO 153 và RD34. Trong SO 153 không có chút nào liên quan đến các công trình có khối lượng lớn nhiên liệu hydrocarbon. Không có khuyến nghị gì ở đó. Không có yêu cầu nào ở đó. Và do đó tôi sẽ không đề cập đến tiêu chuẩn này nữa. Đối với tiêu chuẩn RD34, trong đó nêu khá chi tiết đối với các quy định như vậy. Vì RD34 luôn phản ứng rất mạnh mẽ với các công trình có nguy cơ nổ và có nguy cơ cháy. Vì vậy, tất cả các tòa nhà và công trình thuộc cấp B1, chúng thuộc cấp bảo vệ trong xét cấp 1, chúng phải được bảo vệ bằng các cột thu lôi độc lập. Các cột thu lôi độc lập này phải đảm bảo được vùng bảo vệ A. Ngoài ra, các cột thu lôi này phải được bố trí cách công trình một khoảng cách mà theo ý nghĩa của tiêu chuẩn quy định là đảm bảo rằng không có sự phóng điện từ cột thu lôi vào công trình và không có sự xâm nhập của dòng điện từ cột thu lôi vào công trình xuyên qua đất. Và cuối cùng, ấn định các quy định đối với tiếp địa của cột thu lôi, các quy định về cách thực hiện, nhưng không quy định chút nào trong bất kỳ trường hợp nào đối với điện trở nối đất. Và cuối cùng, còn có sự bảo vệ chống lại sự nhiễm điện thế cao theo các đường dẫn nổi và ngầm tới công trình, tất cả các công trình phụ trợ lắp đặt ngoài trời theo các quy định của tiêu chuẩn này thuộc cấp bảo vệ chống xét cấp 2.
cấp bảo vệ chống xét cấp 2 theo quy định của RD34 có thể thực thực hiện bằng các cột thu lôi đứng độc lập hoặc được lắp đặt trực tiếp trên công trình. Vùng bảo vệ mà các cột thu lôi này phải đảm bảo được vùng bảo vệ B. Như vậy, có thể sử dụng lưới chống sét, có thể sử dụng móng công trình làm nới đất. Đây là điều tôi đặc biệt nhấn mạnh của chủ định. Còn lại, bảo vệ chống lại sự nhiễm điện thế cao theo các đường dẫn vào công trình. Tất cả sẽ giống như trên. Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra cho mình những nhiệm vụ gì? Chúng ta hãy thử làm như sau. Trước tiên, chúng ta hãy phân tích những quy định này của các tiêu chuẩn quốc gia. Sau đó là những quy định của các bộ từ một góc độ tương tự như vậy. Thứ nhất, những quy định này có mức độ hợp lý như thế nào? Dựa trên những cơ sở nào? Thứ hai, liệu chúng có thực sự đảm bảo cho sự hoạt động đáng tin cậy trong môi trường dân mạo hay không? Hay đây là do người soạn thảo quy phạm tưởng ra vậy? Và tiếp theo, điều cuối cùng, có những quy định nào thừa không cần thiết không? Chúng ta không thể thay đổi chúng. Chúng ta không có quyền thay đổi các tiêu chuẩn quy phạm, nhưng cố gắng đi vòng qua với thiệt thòi nhỏ và đảm bảo hình thức như là đáp ứng tất cả các quy định và không tốn nhiều tiền của cho nó. Đây là vấn đề thứ hai mà cần được giải quyết. Chúng ta bắt đầu với các cột thu lôi đứng độc lập. Tôi đang nói về các cột thu lôi độc lập và nói rằng, nói chung, các cột thu lôi độc lập ở mức độ nào đó không có ý nghĩa bởi vì các nguyên nhân như thế này. Một cột thu lôi đứng độc lập cạnh công trình, nó cần phải loại bỏ sự xâm nhập của dòng điện sét vào công trình có nguy cơ nổ. Đây là nhiệm vụ của nó. Vì lý do này, giữa bản thân cột thu lôi và công trình đưa ra một khoảng cách trong không khí và trong đất. Mà theo quan niệm của tiêu chuẩn quy phạm, nó loại bỏ được sự xâm nhập của các dòng điện sét vào công trình. Tại sao lại phải loại bỏ? Tại vì để loại bỏ tiết liệu điện, nhưng tia lửa điện không nhất thiết sinh ra do sự xâm nhập trực tiếp của dòng điện. Nếu bạn có dòng điện sét chạy qua cột thu lôi và cột thu lôi đứng cách công trình nguy cơ nổ vài mét, thì lực điện động của cảm ứng từ xuất hiện trong bất kỳ mạch vòng nào bên trong công trình này đều có thể gây ra tia lửa điện đủ để hất tung công trình lên không trung. Các cột thu lôi độc lập không đem lại lợi ích nào nếu xem xét ở góc độ này. Mặc dù vậy, trong RD34 vẫn ngoan cố quy định bắt buộc phải lắp đặt chúng. Điều thứ hai tiếp theo là vùng bảo vệ, nơi mà RD34 quy định đối với nó. Vùng bảo vệ A dành cho công trình thuộc cấp bảo vệ cấp 1. Cấp bảo vệ cấp 1 là gì? Nếu chúng ta chú ý đến các tiêu chuẩn quốc tế và nếu chúng ta chú ý tiêu chuẩn SO 153 thì cấp bảo vệ cấp 1 về bảo vệ chống sét phải đảm bảo độ tin cậy ít nhất là không nhỏ hơn 0,98. Còn vùng bảo vệ A tồn tại trong RD34 mà trên hình vẽ là nơi có mũi tên của tôi ngay ở đó. Nó cho một vùng bảo vệ không thể đạt được 0,98 mà chỉ đạt 0,96. Và điều này có nghĩa là xác suất của một tia sét đánh xuyên qua vào khu vực này sẽ lớn hơn gấp 2 lần so với mức được quy định. Chắc chắn tôi sẽ rất cẩn thận khi sử dụng vùng loại A và có lẽ sẽ sử dụng vùng bảo vệ theo SO 153 mà có thể đảm bảo độ tin cậy 0,99 và do đó vượt quá tiêu chuẩn. Còn liên quan đến vùng bảo vệ B thì sao? Tình hình ở đây thậm chí còn tồi tệ hơn vì độ tin cậy thực tế của vùng bảo vệ B nhỏ hơn 0,9.
mà cấp bảo vệ cấp 2 về bảo vệ chống xét theo tiêu chuẩn mới yêu cầu là 0,95. Và vì lý do này, tôi không bao giờ khuyến nghị sử dụng vùng B để bảo vệ các công trình có nguy cơ nổ, có khối lượng lớn nhiên liệu hydrocarbon. Để đạt được mục đích này, tốt hơn nên hướng tới các tài liệu có trong SO 153. Bây giờ, đối với tôi là một vấn đề rất nhức nhối. Nó nhức nhối như thế này. Nếu bạn có các bồn chứa với khối lượng nhiên liệu lớn hydrocarbon, thì theo RD34, nghiêm cấm lắp đặt các kinh thô lôi lên chính các bồn chứa này. Việc lắp đặt chỉ cho phép trên các bể chứa có thể tích nhỏ, chẳng hạn 5.000 mét khối. Nếu các bể chứa của bạn lớn hơn và nước Nga chúng ta có các bể chứa với thể tích 100.000 mét khối, thì các cổ thu lôi phải được xây dựng độc lập. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghĩ xem, quy định như vậy được lấy từ đâu? Bể chứa lớn, chúng thường được làm bằng thép. Chiều dày thành bể như vậy không khi nào được nhỏ hơn 4mm. Cho dù muốn hay không, một bồn chứa như vậy được coi là có độ bền chống xét trên toàn thế giới. Xét không thể đốt thùng được thành bể như vậy. Xét không thể nung nóng thành bể như vậy. Xét đánh thẳng vào bể như vậy tuyệt đối không gây ra nguy hiểm nào cho bể. Người ta phản bác lại thế này. Các bạn đừng quên, đây là những gì họ nói cho tôi hoặc nói với các bạn. Bạn đừng quên rằng bể chứa còn thở, thoát hơi. Và nếu có lỗ thoáng để thoát hơi, thì đám hơi này có thể bùng cháy do tia lửa của sét. Và nếu kim thu lôi nằm trên bồn chứa, thì khả năng xảy ra chuyện như vậy sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy, người ta phản bác lại như thế. Chúng ta có thể nói gì để trả lời? Để trả lời, chúng ta có thể nói như thế này. Gần đây nhất, Ủy ban Quốc tế về Hệ thống Điện Lớn đã công bố một báo cáo. Trong đó, họ có tóm tắt về thông số của sét. Và báo cáo này nói rằng ít nhất 30% tia sét, hoặc thậm chí còn nhiều hơn, không phải là một kênh, mà là nhiều kênh phân nhánh như trong hình mà tôi lấy từ Internet. Những nhánh nhỏ yếu này không mang theo bất kỳ dòng điện đáng kể nào. Nhưng bất kỳ một nhánh nào như vậy cũng đủ để đốt cháy vùng khí dễ nổ. Đó là lý do tại sao bạn lắp đặt cổ thu lôi đứng độc lập hoặc đặt nó lên bể, điều đó không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vì độ dài của bản thân những kênh nhánh này có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Tôi nhắc lại, chúng không mang một dòng điện lớn, nhưng chúng đủ để phóng hỏa. Cuối cùng, chúng ta quay lại vấn đề cháy. Và tôi nói để các bạn hiểu rằng để đốt cháy một vùng khí có nguy cơ nổ thoát ra từ bồn chứa, hoàn toàn không cần đến tia sét xuất hiện. Do đó, quy định không cho phép lắp đặt kim thu lôi lên bể này là một quy định ở một mặt làm phức tạp cho thiết kế. Ở một mặt khác, nó gây thêm sự phiền phức vì lý do sau đây. Nếu bạn đặt cột thu lôi không phải lên bể mà chồng cạnh nó, bạn sẽ phải tăng chiều cao cột thu lôi này. Mà nếu bạn tăng chiều cao của cột thu lôi, bạn sẽ tăng sự thu hút sét vào nó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ tăng số lượng ảnh hưởng điện từ lên các mạch tự động và điều khiển có trong kho bồn chứa nhiên liệu này. Đây thật sự là một sự phiền phức rất khó chịu. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét tiêu chuẩn quy định này. Đây đã là một tiêu chuẩn doanh nghiệp. Tôi đã lấy tiêu chuẩn không quá cũ của tổ chức Tranyev làm tài liệu như vậy và xem xét những gì được quy định trong tiêu chuẩn này về lắp đặt
của Thu Lôi. Đầu tiên, tôi thấy điều sau đây. Tất cả các bồn chứa nhiên liệu lỏng, tất cả theo quan niệm của tiêu chuẩn, đều được bảo vệ theo cấp độ bảo vệ chống sét cấp 1. Và độ tin cậy bảo vệ mà họ yêu cầu là 0,99. Thứ hai là, đối với tất cả các công trình khác, họ yêu cầu mức độ bảo vệ theo cấp độ bảo vệ chống sét cấp 2 với độ tin cậy là 0,95. Và quan trọng nhất, trong trường hợp này, họ đột nhiên cho phép sử dụng lưới chống sét. Thành thật mà nói, tôi không hiểu lắm về cách sử dụng lưới chống sét với một khối lượng lớn nhiên liệu hydrocarbon. Và tôi còn không hiểu lắm điều thứ hai. Xin vui lòng nhìn vào đây. Trong các tài liệu tiếng Nga của chúng ta, ý tôi muốn nói là các tiêu chuẩn xây dựng của chúng ta sử dụng các lưới chống sét 6x6 hoặc 12x12. Ở đây các cải tiến đã được thực hiện. Các lưới cho cấp độ bảo vệ chống sét cấp 1 là 5x5 và cho cấp độ bảo vệ chống sét cấp 2 là 10x10. Có vẻ như những người soạn thảo tiêu chuẩn này cho là sự thay đổi nhỏ như vậy là quan trọng. Nhưng điều quan trọng mà họ đã làm là điều sau đây. Họ quy định rằng nếu ở chỗ bạn trên các công trình thuộc cấp này có phủ chất chống nóng hay chống thấm dễ cháy, thì lưới chống sét phải được nâng cao lên 10 cm so với lớp phủ này. Để làm gì? Tiêu chuẩn không giải thích. Nhưng đoán ra rất dễ dàng và rất đơn giản. Họ cho rằng nâng lưới lên thì sét sẽ không đánh xuyên qua lưới vào lớp phủ chống thấm dễ cháy này. Nhưng 10 cm nâng lên một chút như thế dẫn đến thực tế lưới không thể hoạt động bảo vệ được. Và khi chúng tôi tiến hành tính toán xác suất sẽ đánh xuyên qua một lưới đã nâng lên 10 cm như vậy là bao nhiêu, chúng tôi thấy đáp án không phải là 0,99 và không phải là 0,95 mà là con số ở mức 0,3 đến 0,4. Lưới bảo vệ hầu như không hoạt động. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn quy định Tranyevsk, lưới bảo vệ như vậy có thể được áp dụng trên các công trình có khối lượng lớn nhiên liệu hydrocarbon. Tôi rất muốn nghe từ những người soạn thảo tiêu chuẩn này về cái gì họ hướng dẫn trong trường hợp này. Tôi còn muốn xem xét tiêu chuẩn này từ một góc độ khác. Góc độ như sau. Họ đã thay đổi tên của các cột thu lôi. Chúng ta có các cột thu lôi lắp đặt trên các tòa nhà và các cột thu lôi đứng độc lập. Còn họ có cột thu lôi cách ly và cột thu lôi không cách ly. Cột thu lôi cách ly là những cột thu lôi không nằm trên tòa nhà mà đứng cách nó một khoảng cách nhưng có thể nối với nối đất của tòa nhà thông qua mạch vòng nối đất. Điều này đối với nước Nga là một khái niệm tương đối mới. Ở Nga trước đây chưa từng được sử dụng như vậy bao giờ. Nhưng thôi, mặc kệ trời với họ, chúng ta sẽ không nói về các khái niệm bây giờ. Chúng ta sẽ nói về những điều sau đây. Trên các công trình như vậy, người ta cho phép sử dụng lưới chống sét. Nếu lưới chống sét không bao phủ toàn bộ công trình mà chỉ bao phủ một phần của nó, khi đó các bạn hãy nhìn xem, trên một phần của tòa nhà có lưới chống sét, còn phần này của tòa nhà bị bỏ trống. Khi đó tiêu chuẩn chống sét của Tranyevsk nói rằng bạn cần lắp đặt cột thu lôi và có vùng bảo vệ bao trùm toàn bộ phần để chống của công trình. Nếu bạn làm tất cả những điều này, tài liệu nói thêm, bạn cần phải kết nối các dây dẫn xuống của lưới chống sét với nối đất của cột thu lôi. Trời sẽ giết tôi nếu có ai đó có đủ khả năng để giải thích tại sao điều này được thực hiện.
với mục đích gì? Ý nghĩa kỹ thuật của một giải pháp như vậy là hoàn toàn không thể hiểu được. Và không thể hiểu được một điều khác nữa mà có trong tiêu chuẩn của Tranyev, nó là như thế này. Nếu bạn có một cuộc thu lôi và nó có hệ thống nối đất của bản thân mình và bên cạnh nó là công trình cũng có hệ thống nối đất, thì nếu các hệ nối đất này được kết nối với nhau thì khoảng cách giữa công trình đó tới cầu thu lôi phải bằng 3 mét. Ở trong đất có điện trở xuất nhỏ hơn 100 ohm và bằng 4 mét đối với tất cả các loại đất khác còn lại. Sự liên quan giữa khoảng cách này với điện trở nối đất và quan trọng là đối với điện trở xuất của đất như thế nào vẫn chưa rõ ràng đối với bất kỳ ai. Bởi vì tác động ở đây là nhiễu điện tử xâm nhập và xuất hiện trong mạch này. Còn nhiễu điện tử này nhiễm vào trong mạch hoàn toàn không phụ thuộc vào đất có điện trở xuất như thế nào. Và tiếp theo, điều cuối cùng sau đây. Nếu các hệ nối đất của bạn được tách biệt với nhau, thì khoảng cách này ở trong đất sẽ tăng lên 5 mét. Quả thật, điều này hoàn toàn không thể hiểu được. Bởi vì, ngay cả khi ta di chuyển cột thu lôi cách xa công trình 5 mét, thì cũng chẳng khác gì. Gần như một nửa dòng điện từ cột thu lôi này vẫn sẽ rơi vào hệ thống nối đất của công trình. Điều này đã được chứng minh bằng những tính toán chính xác rành mạch. Cuối cùng, một điều thứ hai, khoảng cách này có thể dễ dàng bị bao phủ bởi kênh tia lửa được hiển thị ở đây. Và để đánh thùng khoảng cách 5 mét này chỉ cần 135 kV là đủ. Điện áp nhỏ này hầu như luôn phát sinh và hầu như phát sinh trong bất kỳ điều kiện nào. Đó là tình huống như vậy. Tôi còn muốn chỉ ra một điều nữa. Khoảng cách này mà được tài liệu quy định không bao giờ có thể bị đánh thủng do dòng cảm điện xâm nhập. Bởi vì các dòng cảm điện này có thời gian rất ngắn. Và điện áp đánh thủng phụ thuộc rất nhiều vào thời gian tác động của điện áp. Và do đó, việc lo ngại về khoảng cách cách ly này trên thực tế không bao giờ cần thiết. Và nhìn chung, điều quan trọng nhất là khoảng cách này không thể bằng cách nào phụ thuộc vào điện trở xuất của đất. Tôi còn muốn các bạn chú ý đến một tài liệu nữa, tài liệu Gazprom. Theo tôi, tiêu chuẩn ngành của Gazprom có thể bị phê phán ở một điểm nào đó, nhưng phê phán cho việc không đủ các quy định thì không nên. Thay vào đó, Gazprom đã cố gắng thận trọng cả về việc sử dụng cột thu lôi một cách tin cậy và quy định về khoảng cách cách ly. Và Gazprom coi lưới chung xét là hoàn toàn hợp lý. Họ coi nó như một phương pháp phụ trợ, nhưng trong mọi trường hợp không phải là phương pháp chính. Khoảng cách giữa cột thu lôi độc lập và công trình, khoảng cách này, Gazprom tiêu chuẩn hóa khoảng cách đó phụ thuộc vào điện trở xuất của đất. Vì lý do như thế này, bởi vì họ luôn luôn coi cột thu lôi này là độc lập. Và vì vậy, xuất hiện một điện áp trong đất giữa cột thu lôi và công trình. Điện áp này thực sự phụ thuộc vào điện trở xuất của đất. Và họ chọn khoảng cách này tương đối lớn, lên đến 15 mét. Ở khoảng cách này, có thể xảy ra phóng điện bề mặt, nhưng nói chung chỉ trong một số rất ít tình huống. Nhưng nếu nói thật, tôi không hiểu lắm về sự nguy hiểm ở chỗ nào,
của việc phóng điện bề mặt như vậy đối với bổn thép? Tôi nghĩ rằng mối nguy hiểm này đã được phóng đại. Nhưng ở đây Gazprom đưa ra hướng dẫn theo các nguyên tắc sau: tốt nhất là thận trọng, còn hơn là xảy ra tình huống sự cố. Như vậy, nếu bây giờ chúng ta đã xem xét xong tất cả, tôi muốn tóm tắt lại. Và điểm mấu chốt tôi muốn tóm tắt liên quan đến cuộc thủ đô như sau. Xin lỗi, đây là ý kiến của cá nhân tôi, và ý kiến của cá nhân tôi tóm tắt như thế này. Điều đúng đắn nhất có lẽ là bảo vệ chống sét cho các bồn thép hoàn toàn không cần có cột thu lôi nào, và cho phép sét đánh trực tiếp vào bồn thép nếu độ dày của bồn lớn hơn 4 mm. Bởi vì sét không thể làm gì đối với một bồn chứa dày như vậy. Phát thải khí dễ cháy, đốt cháy khí dễ cháy. Chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về vấn đề này ở phần sau. Việc lắp đặt các cột thu lôi, ngay cả các cột thu lôi độc lập, đều không giải quyết được điều đó. Và do đó, có vẻ như việc lắp đặt các cột thu lôi không chỉ là vô nghĩa, mà nói chung, nó còn có hại. Có hại là do tôi lắp đặt các cột thu lôi cao bên cạnh các công trình sẽ thu hút sét về chúng. Điều này sẽ làm tăng số lượng các cú sét đánh vào cột thu lôi và làm tăng khả năng sốc điện từ mà sẽ tác động lên các mạch điện của bản thân kho chứa nhiên liệu này. Dẫu sao, chúng ta cũng không thể làm gì được. Điều này đã được ghi trong các tiêu chuẩn. Vì vậy, chúng ta hãy cố gắng vượt qua với tổn thất nhỏ nhất, làm nhiều hơn hay ít hơn để đáp ứng tất cả các yêu cầu được treo trên đầu chúng ta, và hãy làm cho cột có chiều cao không lớn theo khả năng có thể và rẻ nhất có thể. Tôi đề xuất theo sơ đồ truyền thống như thế này. Nếu bạn có một kho bồn chứa bao gồm, ví dụ, 2 dãy bồn chứa, thực hiện bảo vệ chống sét bằng dây chống sét. Trong trường hợp này bao gồm 3 dây cáp với các tính năng như sau. Các dây chống sét ngoài được treo bên ngoài khu bố trí các bồn chứa. Giữa chúng có một khoảng cách, có khoảng cách theo chiều ngang và có khoảng cách theo chiều dọc. Các dây chống sét dài hơn không gian chiếm dụng của kho chứa. Trong những trường hợp như vậy, các dây chống sét sẽ đập vào các góc bảo vệ âm. Nói theo cách nói của các chuyên gia về đường dây tải điện sẽ là như vậy. Và các góc bảo vệ âm này sẽ làm tăng đáng kể độ tin cậy của khả năng bảo vệ và làm giảm đáng kể số lần sét đánh xuyên qua. Hãy nhìn xem, tôi đưa cho các bạn ví dụ như thế nào. Tôi có chiều dài của dây chống sét là 100 m, chiều cao của dây chỉ có 25 m, còn chiều cao của bể chứa là 20 m. Hãy nhìn xem, trong tình huống này, để đảm bảo độ tin cậy bảo vệ bằng 0,99, nghĩa là đảm bảo trong số 100 tia sét đánh xuống chỉ lọt một. Các bạn thấy không? Tại đây, khoảng cách giữa các dây chống sét có thể giãn ra đến 60 m. Kết quả nhận được một tình huống rất rẻ, khá đơn giản và đáp ứng tất cả các tình huống quy định. Tôi cần phải nói một điều như sau: nếu tôi làm cho những dây chống sét này dài hơn nữa, ví dụ thay vì dây 100 m như trong ví dụ trên, tôi sử dụng dây 200 m, thì độ tin cậy bảo vệ từ điều này sẽ hầu như không giảm. Nó hầu như vẫn là như vậy. Và đây là hệ thống bảo vệ chống sét bằng dây chống sét. Khi các dây chống sét bên ngoài được đưa ra khỏi khu vực và được đưa ra theo chiều dài của chỗ mà kho bồn chứa chiếm giữ, tôi tin rằng hệ thống bảo vệ này sẽ đáp ứng các quy định của các tiêu chuẩn và giảm thiểu chi phí. Najerda,
Đến đây tôi cho rằng tôi đã kết thúc phần đầu tiên của hội thảo. Tốt rồi, các bạn tham gia hội thảo trên web vui lòng sôi nổi lên nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phần đầu tiên. Bây giờ chính là lúc để hỏi chúng. Chúng tôi cùng các bạn không nhìn thấy câu hỏi nào, phải không? Có rồi, QRD được soạn thảo còn chưa có khái niệm về độ tin cậy liên quan đến độ tin cậy của công trình. Tôi không tìm thấy bất kỳ ở đâu. Nếu có ai biết thì xin nhắc cho tôi với. Về mặt hình thức, bạn nói đúng. Thật vậy, nếu bạn sử dụng RD34 trong bản bản chính của RD, bạn sẽ không tìm thấy trong bất kỳ ở chỗ nào. Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ hướng dẫn nào về độ tin cậy. Trong SO có rõ ràng, nhưng trong RD34 thì không. Nhưng RD34 luôn được xuất bản đính kèm một tài liệu giải thích. Bởi vì đi kèm với tài liệu chính thức là một tài liệu giải thích độ tin cậy của bảo vệ chống xét. Trong tài liệu này ghi những con số hoàn toàn hấp dẫn. Đối với bảo vệ chống xét cấp A, vùng bảo vệ A được đưa ra con số 0,995, tức là gần bằng 0,999, và vùng B cho con số gần mức 0,99. Xin các bạn hãy nhìn xem, trong bất kỳ ấn bản in nào cũng có điều này. Chúng tôi đã lấy và kiểm tra độ tin cậy thực tế của nó và độ tin cậy mà tôi đưa ra cho các bạn trong bài thuyết trình này. Độ tin cậy thực tế, chúng tôi đã tính toán và nhận được kết quả theo các phương pháp mà viết về độ tin cậy của vùng bảo vệ trong tài liệu SO153. Độ tin cậy thực tế là 0,8 và 0,84 đối với vùng B và 0,96 chứ không phải 0,995 dành cho vùng A. Tôi có thể trả lời câu hỏi này như vậy. Như vậy, đây tạm thời là câu hỏi duy nhất cho đến lúc này. Các bạn thông nghiệp thân mến, nếu các bạn không còn câu hỏi nào trong phần đầu của bài thuyết trình, tôi đề nghị xin tiếp tục. Nào, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phần tiếp địa. Lại một cụm từ tiêu chuẩn. Không có quy định nào trong tài liệu SO153. Bạn thấy đấy, tôi đã nói mãi về điều này vì lý do đơn giản là không có quy định nào trong tài liệu SO153. Và trong RD34 có các quy định chi thức. Ở đó không đòi hỏi phải đảm bảo giá trị điện trở nối đất bất kỳ nào. Edoram Mirovich, tôi xin ngắt lời ông. Có lẽ có một sự chậm trễ nào đó, các câu hỏi đang tới. Bây giờ có hai câu hỏi. Đối với phần đầu tiên, tôi đề nghị hãy trả lời chúng. Câu thứ nhất, dây chống xét cũng làm tăng số lượng xét đánh. Hơn nữa, ảnh hưởng của cảm ứng điện từ sẽ tồn tại trên toàn bộ kho bồn chứa. Có một cách suy nghĩ như vậy gửi đến. Được rồi, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó. Có nghĩa là, trước hết, cột thu lôi đa dây, tôi đã chỉ cho bạn cao hơn so với chiều cao của bể chứa. Chiều cao tối đa hiện diện ở đây là hơn 5 mét. Từ một cột thu lôi cao 25 mét, 5 mét là khoảng 20%. Bởi vì nguyên nhân này, số lượng xét đánh sẽ tăng lên. Chúng ta cần bình phương con số này, nó sẽ khoảng 40%. 40% so với các cột thu lôi độc lập mà bạn sẽ phải lắp đặt trong trường hợp này. Trong trường hợp đó, chiều cao của cột thu lôi cao hơn so với bể chứa sẽ xấp xỉ 2 lần, nếu không muốn nói là gấp 3 lần cao hơn so với trường hợp dây chống xét. Vấn đề này đã được phân tích đặc biệt không liên quan đến các kho chứa, mà liên quan đến việc dây chống xét của một trạm điện siêu cao áp, nơi có số lượng dây chống xét phải được treo nhiều hơn gấp 5 lần so với mức cần thiết
cho các kho bột chứa. Và ở đó đã được chỉ ra rằng không gây ra sự tăng nào cả vì lý do như sau. Ở phía trên các dây chống xét sẽ xuất hiện các đám mây điện tích khối mà sẽ tạo ra các dây màn chắn trên diện tích của kho bồn chứa. Và các tác động che chắn của điện tích khối này mà ở đây tôi hoàn toàn không nhắc đến với các bạn, nó sẽ dẫn đến điều sau đây. Thực tế là số lượng các cú sét sẽ không tăng lên mà sẽ giảm xuống một chút, không nhiều, nhưng sẽ giảm xuống đâu đó khoảng 2 lần. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn nhắc lên vấn đề này đơn giản là vì nó không nguyên tắc lắm. Bây giờ nói về ảnh hưởng điện từ, các tác động điện từ mà người ta phải đối mặt trong khu vực được bảo vệ có liên quan đến sự lan truyền của dòng sét trong đất. Khi bạn phân tích những tình huống này một cách cụ thể và xem xét cụ thể các tác động điện từ này, thì các tác động này chủ yếu được xác định bằng các dòng điện chạy trong lòng đất. Các cột thu lôi độc lập được bạn lắp đặt trực tiếp trên diện tích của kho bồn chứa và các dòng điện, cho dù bạn muốn hay không, chúng vẫn chạy trên lãnh thổ của kho bồn chứa. Nếu bạn làm bảo vệ chống sét bằng dây chống sét thì cột treo dây thu sét, tôi đặc biệt nhấn mạnh điều này, bằng cách nào đó bạn hãy đưa ra bên ngoài lãnh thổ của kho bồn chứa ở khoảng cách ít nhất 20-25 mét. Hơn nữa, bạn có thể hướng các dòng điện này nói chung về phía đối diện hoặc sang bên cạnh của kho bồn chứa này, và khi đó tác động điện từ của bạn không những không tăng mà lại giảm, nhưng tất nhiên không thể giảm chúng xuống bằng không, và sẽ có một phần nhỏ các tác động điện từ nào đó liên quan đến sự lan truyền của dòng điện theo dây dây chống xét. Ở đây đồng nghiệp của tôi hoàn toàn đúng. Ông đã trả lời được một phần cho câu hỏi tiếp theo, phải làm gì nếu trong vùng của tú lôi có đường ống điện tích cầm với chất lỏng dây cháy? Tất cả mọi việc nằm trong đó, nếu có đường ống nằm tại đó. Nói chung, bạn có thể đặt cột treo dây chống xét ở bất cứ đâu thuận tiện cho bạn. Còn cột thu lôi độc lập, bạn cần phải đặt ở chỗ, nơi nào cần thiết lắp đặt nó. Tôi có thể tiếp tục được không? Vâng, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục rồi. Có thể nói tiếp phải không? Bây giờ chúng ta hãy nói về núi đất. RD34 đề xuất cho loại bảo vệ chống xét cấp 1. Đấy là một núi đất điển hình được thể hiện trên hình ở đây. Chúng ta đã một lần nói về nó. Núi đất này được sử dụng cho tất cả mọi trường hợp đối với bất kỳ loại đất nào và điện trợ tiếp địa nào của tiếp địa mà được hiển thị trong đồ thị ở bên phải. Và các bạn nhìn thấy rằng ở những vùng đất xấu, điện trở núi đất của cột thu lôi lên đến hàng trăm ohm. Trên thực tế, hiệu quả của hoạt động của cột thu lôi sẽ không thay đổi bởi điều này. Một cột thu lôi dù không có điện trở núi đất hay điện trở núi đất là 100 ohm, 300 ohm, 10 ohm sẽ thu hút sét như nhau. Hoạt động bảo vệ của cột thu lôi không phụ thuộc vào điều này. Còn những gì phụ thuộc vào hoạt động bảo vệ của cột thu lôi? Phụ thuộc vào hoạt động bảo vệ của cột thu lôi là sự an toàn của con người và sự an toàn của hệ thống liên lạc ngầm nằm trong đất, mà sẽ rơi vào điện áp bước càng lớn khi điện trở núi đất càng cao. Bởi cũng vì thế, sự đột phá của dòng sét tới các hệ thống liên lạc này càng mạnh khi điện trở núi đất càng cao. Do đó, RD34 viết ra một điều như vậy, nói chung đã khước từ sự tiêu chuẩn hóa. Trên thực tế, trong RD34 không có tiêu chuẩn hóa nào về điện trở núi đất cả. Còn những gì đã được quy định ở những tiêu chuẩn khác thực sự là tò mò. Một lần nữa lại là tiêu chuẩn Tranest. Trước mắt các bạn là một bảng. Các bạn có biết cái bảng này xuất xứ từ đâu không? Nó được sao lại từng từ, từng chữ từ Puget
và nó đề cập đến điện trở nối đất của cột đường dây điện cao áp. Tại sao bảng này lại được sao chép một cách trắng trợn và được đưa vào tiêu chuẩn này? Chỉ những người biên soạn mới biết. Nhưng vấn đề là ở đây, nếu bạn cố gắng đảm bảo điện trở được ghi ở đây, ví dụ trong đất lên đến 5.000 ohm, để đảm bảo 30 ohm màn ghi ở đây, bạn cần tiêu tốn lực kim loại hoàn toàn điên rồ. Biểu đồ bên cạnh bảng này, nó cho thấy một điều như sau. Một khối lượng lớn đến như thế nào ở gần cột thu lôi cần chôn đầy kim loại xuyên suốt liên tục để đạt được những con số như vậy. Kết quả cho thấy rằng kích thước của diện tích sẽ ở đâu đó 50 x 50 nếu bạn đóng các cọc 3 mét và ở đâu đó 30 x 30 nếu bạn đóng các cọc 10 mét. Hiện thực hóa một điều như vậy trong một kho bồn chứa đơn giản là không thể. Đây là một điều viển vông mà không ai có thể thực hiện được ở trong đời. Quy định này hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang tiêu chuẩn Gazprom. Đây là những gì ghi trong tiêu chuẩn Gazprom. Nếu đất ở chỗ bạn có điện trở suất nhỏ hơn 500 ohm, thì điện trở nối đất của cột thu lôi phải nhỏ hơn 10 ohm. Nếu ở chỗ bạn lớn hơn 500 ohm, thì nó có thể tăng theo công thức được viết ở đây. Những chỉ số giới hạn ở đây là 20 ohm. Những người biên soạn của tiêu chuẩn Gazprom hiểu rằng, nói chung sẽ không thực hiện được điều này trong đất có điện trở suất cao. Và vì vậy, họ đã viết một cụm từ rằng, hoặc là cho phép xử lý đất bằng hóa chất, hoặc thay thế loại đất này bằng loại đất khác. Và khi tôi chuẩn bị cho buổi hội thảo này, tôi đã xem lượng đất cần được thay thế khoảng bao nhiêu ở chỗ làm nối đất. Tôi đã chọn trường hợp đơn giản nhất. Nối đất hình bán cầu. Bao nhiêu đất cần được thay thế để đạt được những gì yêu cầu của tiêu chuẩn Gazprom? Kết quả là cần phải chuyển đi và thay thế 130.000 mét khối đất. Đây là 10.000 chuyến xe ben. Ai sẽ làm điều đó? Các bạn thấy đấy. Đây là hàng đống tiền cho mọi thời đại. Tiếp theo là gì? Nếu xử lý bề mặt, đem lớp đất bề mặt giảm bớt đi. Có thể làm gì với lớp đất bề mặt? Thay thế lớp đất bề mặt hay xử lý hóa chất lớp đất bề mặt? Tôi đang xem xét tình huống này. Tôi có đất chủ yếu là 5.000 ohm. Tôi đổ lên loại đất rất tốt. Đất đen có điện trở suất đâu đó khoảng 100 ohm. Như vậy và nhận được một cái gì đó như thế này. Nếu tôi thay đổi lớp đất có độ sâu 2 mét, thì tôi sẽ nhận được khoảng 20 ohm. Ở đâu đó, khi thay lớp đất có độ dày 2 mét, câu hỏi chỉ về vấn đề khác. Còn trên diện tích nào cần thay lớp đất này? Ở đây lại bắt đầu chuyện bếp núc thế này. Nên thay đất ở đâu? Cần thay đất ở chỗ nơi mà điện thế tạo ra dòng xét còn đủ lớn so với điện thế của bản thân núi đất. Và bây giờ tôi xem xét. Nếu đất của tôi là đồng nhất, điện thế của nó giảm xuống rất nhanh. Và nếu đất ở chỗ tôi có hai lớp, nó giảm chậm hơn đáng kể. Và để nó giảm xuống ít nhất 30% từ điện thế của điện cực, tôi cần thay đất trong bán kính 100 mét. Tôi không đếm số mét khối, các bạn hãy tự đếm đi. Một vòng tròn có bán kính 100 mét, sâu đến 2 mét. Kết quả là số lượng xe đen cũng rất tốt. Và do đó,
bạn sẽ không thực sự đáp ứng được những yêu cầu này khi bắt tay vào việc thiết kế. Và khi đó phát sinh vấn đề tiếp theo, còn việc phải làm sẽ là gì? Các bạn có biết tôi đề xuất cái gì không? Tôi đề nghị làm điều sau đây. Giải pháp mà tôi đề xuất cho các bạn chỉ phù hợp với dây thu xếp. Các bạn hãy nhớ lại, chúng ta có 3 dây thu xếp. Tính ra, chúng ta sẽ có ít nhất 6 cột treo dây. Như thế phải không? Với 6 cột này, tôi sẽ làm điểm trở nối đất. Tùy theo con số thu được, tôi suy ra từ việc tính được điểm trở nối đất trong đất xấu. Đây là loại đất 5.000 ohm rất xấu. Tôi làm một hệ thống nối đất thông thường mà nó thực tế là móng của cột treo dây chống sét và nhận được ở đó 200 ohm. Còn bây giờ, tôi đề nghị các bạn làm điều sau đây. Tôi đề nghị làm một việc đơn giản. Nối các tiếp địa của 6 cột treo bằng các thanh tiếp địa nằm ngang. Nếu tôi làm một mạch vòng như vậy và chính thức đo nó bằng một thiết bị đo thông thường hoạt động ở tần số thấp, thì điện trở nối đất nhận được sẽ khoảng 10 ohm. Tôi đã đáp ứng được tất cả các quy định. Và tại đó, có thể họ sẽ vồ lấy tay tôi bắt và nói: "Vâng, anh đã đáp ứng với dòng điện một chiều, nhưng nói chung, nối đất của cột thu lôi làm việc ở chế độ xung. Ở trong chế độ xung, tình hình có thể hoàn toàn khác. Và người nắm lấy tay tôi sẽ đúng. Thứ nhất, tiêu chuẩn quy định chỉ chuẩn hóa giá trị này ở trong chế độ tĩnh. Và thứ hai, ở trong chế độ xung xảy ra cũng không quá tệ. Hãy nhìn xem, nếu nói về điện trở nối đất xung thì con số duy nhất nói về điểm này có trong Puye. Và trong Puye cho đường dây điện, con số được đề xuất không quá 80 ohm. 80 ohm này sẽ xuất hiện trong 2 micro giây đầu tiên khi thiết bị nối đất hoạt động. Có nghĩa là từ góc độ chính thức, chúng ta chắc chắn đáp ứng tất cả các quy định mà hiện nay đang có. Việc đấu nối bằng các thanh tiếp địa nằm ngang này, xin lưu ý, chi phí không thể so sánh được, rẻ hơn rất nhiều so với nạo vét đất ghi trong tiêu chuẩn. Nếu các cơ quan giám định đến chỗ bạn và tiến hành đo cấu trúc này, họ sẽ phán định mọi thứ đều ổn. Đây là những gì tôi muốn nói về vấn đề này. Và tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của các bạn. Chúng ta có không? Vâng, chúng ta tiếp tục nghỉ một chút. Xin các bạn nhớ lại các bạn đã có những câu hỏi như thế nào cần làm rõ ở phần thứ hai liên quan đến các thiết bị nối đất. Chúng tôi sẽ đợi ngay bây giờ. Chúng ta hãy chờ một chút. Trong lúc tôi sẽ uống chút nước. Chưa nhận được câu hỏi nào, vì vậy tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu nếu điều đó. Bạn biết không, tôi vẫn muốn quay lại vấn đề này, việc sử dụng các dây thu xếp với sự liên kết nối đất của các cột treo dây bằng các thanh tiếp địa nằm ngang. Cách này làm là rất xứng đáng, tôi nghĩ rằng nó đáng được đề xuất. Quan trọng nhất sẽ không có ai phản đối, bạn biết không? Bất kỳ tài liệu quy chuẩn nào thì quy định này đều đáp ứng. Có câu hỏi về việc đo đặc tính xung của các thiết bị nối đất, dụng cụ nào nên được sử dụng để đo? Bạn biết đấy, theo như tôi biết, ở nước Nga có một thiết bị có thể trợ giúp, một thiết bị phù hợp cho mục đích này. Có một công ty ở nước Nga chuyên làm về vấn đề chống sét. Công ty ở vùng Moscow, ELNAP. Công ty này đã chế tạo và chứng nhận một loạt thiết bị đo lường, trong đó có thiết bị được gọi là
IK1. Thiết bị này thích hợp cho các phép đo điện trở nối đất xung. Nó khá đơn giản, nó hoạt động với dòng điện nhỏ, nói chung là an toàn khi làm việc. Và theo tôi biết, Elnav sẵn lòng bán những thiết bị này. Vì vậy, nếu bạn muốn, hãy để công ty cảm ơn tôi về quảng cáo miễn phí mà tôi đã thực hiện tại đây. Vâng, còn có một câu hỏi khác. Điều gì thực sự cần được thực hiện từ góc độ an toàn chứ không phải là hình thức hóa? Bạn có biết vấn đề là gì không? Nếu nói về vấn đề an toàn liên quan đến con người, thì quy định của bảo vệ chống sét ngày nay không bảo đảm an toàn cho con người. Bất kể bạn có điện trở nối đất ở cột thu lôi như thế nào, cũng đều giống như nhau cả thôi. Điện áp bước mà một người có thể rơi vào vẫn có thể gây nguy hiểm cho anh ta. Tôi không biết các quy định có bất kỳ tiêu chuẩn nào đảm bảo được điều đó. Còn có một lý do khác ở đây. Không có một người tệ đến nỗi chuyên theo đuổi nghề tiếp địa. Nhưng để mà nói điều gì là an toàn và không an toàn, cần phải để các nhà sinh lý học đưa ra vấn đề gì có thể cho con người và điều gì thì không. Xung dòng điện sét tạo ra quá điện áp với thời gian xấp xỉ 100 microgiây. 100 microgiây là 10 mũ âm 1 phần tư giây. Còn các tiêu chuẩn quy định về an toàn điện liên quan đến thời gian tiếp xúc ít nhất là 100 lần lâu hơn. Các bạn có hiểu không? Phải làm cái gì đây? Người ta sẽ biên soạn các quy định này. Các chuyên gia điện cao áp sẽ tìm ra giải pháp. Không, tôi không biết phải làm gì. Đơn giản là không biết. Nhưng liên quan đến việc hợp nhất điện trở nối đất của các cột treo dây, biện pháp này chắc chắn là tốt. Tất nhiên, nó làm giảm tất cả các tác động nguy hiểm của dòng điện trong lòng đất. Nhưng sự an toàn của con người chẳng hạn, tôi không thể đảm bảo. Eramirovich, chúng tôi đã nhận được một số lượng khá lớn các câu hỏi. Chúng có thể không liên quan lắm đến chủ đề hôm nay. Tôi có thể nhắc lại chúng để ông xem xét, hay tôi có thể để chúng đến cuối buổi hội thảo. Hãy thử xem xét một câu đã. Câu hỏi ví dụ liên quan đến quy định bảo vệ ở nước ngoài, cũng hỏi việc nối đất của các công trình nhỏ loại KTP, trạm biến áp trọng bộ, nối đất cho chúng như thế nào. Bạn biết không, tôi sẽ nói như thế này. Về tiêu chuẩn bảo vệ chống sét ở nước ngoài, ở châu Âu, bảo vệ chống sét bằng tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế, tiếng Nga ISC 62305. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy tiêu chuẩn 62305 này trên Internet và hãy đọc tất cả ở đó. Những gì nó có, những gì liên quan đến điện trở xung của núi đất thì giá trị 80 ohm cũng quy định ở đó. Đối với các giá trị về điện trở nối đất cố định, các khuyến nghị ở đó rất mơ hồ. Và tất cả việc bếp núc của tiêu chuẩn hóa bảo vệ chống sét trong tài liệu này có. Theo cách nhìn của tôi, nó rất trái ngược với tiêu chuẩn của nước Nga chúng ta. Và nếu mọi người đều có mong muốn như vậy, nếu bạn nói là muốn, với sự mong muốn của các bạn, tôi sẵn sàng tổ chức một cuộc hội thảo đặc biệt để so sánh tiêu chuẩn châu Âu với tiêu chuẩn nước Nga. Tôi có thể nói ngay rằng tôi ủng hộ các tiêu chuẩn quy định của chúng ta và có thể chứng minh lý do tại sao. Còn đối với những ngôi nhà nhỏ, chúng ta đã nói về điều này một lần. Nhưng nếu những câu hỏi như vậy thực sự nảy sinh, thì hãy để chúng ta tổ chức một cuộc hội thảo mà chúng ta sẽ gọi như thế này: bảo vệ ngôi nhà. Không, có một câu hỏi về KTP, trạm biến áp trọng bộ, chỉ là một đối tượng nhỏ. Ý tôi là chúng ta sẽ bỏ qua một vài câu hỏi vì thời gian của chúng ta rất hạn chế. Tôi, nếu cuối cùng còn thời gian, tôi nhất định sẽ quay lại với chúng. Tốt, chúng ta hãy tiếp tục. Bây giờ tôi muốn nói rằng
Tại sao tôi lại kịch liệt phản đối đặt cột thu lôi trong các kho bồn chứa? Tôi muốn nói rằng, để làm nổ một đám khí thoát ra từ bể chứa bằng cách thông khí, thở, không cần phải có sét đánh. Điện trường một đám mây giông có thể mạnh đến mức từ một công trình có độ cao lớn, thí dụ như tháp Astankino chẳng hạn. Hình bên phải, nó khả năng tạo ra sét mà xuất phát từ tháp mà đánh vào đám mây. Trường hợp này có thể rất mạnh đến mức nếu các công trình của bạn không cao bằng tháp Astankino mà là những công trình bình thường nhất, thì trên những công trình này nó có thể đạt được tới chiều cao 5 mét, 10 mét. Tôi có một cột thu lôi ở đây như thế này, các bạn thấy không? Điện trường tăng cao ở đỉnh của công trình này. Không biết mũi tên của chúng ta đi đâu rồi hả? Chờ một chút, biến mất rồi. Hóa ra không chạy được, không phải chỉ ở chỗ tôi. Các bạn hãy chờ một giây, tôi sẽ nói. Tất cả đều thế thôi. Cường độ điện trường trên đỉnh của công trình tăng lên so với điện trường trên bề mặt của mặt đất là bao nhiêu lần ở đây? Chiều cao của công trình cần chia cho hai bán kính của nó. Và nếu tôi làm một việc như vậy, thì tôi nhận được sự tăng của trường ở trên đỉnh của công trình. Do vậy, nếu ví dụ trường ở bề mặt mặt đất trong một tình huống dông bão thường ở đâu đó 20 kV trên mét. Tất nhiên, ở đây trên hình vẽ viết nhầm. Nếu gần 20 kV trên mét thì trường trên đỉnh của công trình có độ cao 20 mét tăng lên đến ngưỡng ion hóa của sét. Đấy là sự tăng mạnh của trường đến mức nào? Bởi vì nguyên nhân này, trên bất kỳ gờ đá nào, thậm chí trên cành cây, thậm chí trên ngọn cỏ trong môi trường giông bão, có thể xuất hiện sự ion hóa. Và sự ion hóa này chỉ là sự ion hóa yếu ớt, mà nó đủ để nâng vùng khí nổ thoát ra này lên không trung. Ngay cả khi vùng khí nổ thoát ra này nằm trong vùng bảo vệ của cột thu lôi, khi tia sét không bao giờ lọt tới đây. Nhưng để đốt cháy nó, một tia phóng điện nhỏ là đủ. Nó phát sinh từ bề mặt của cột thu lôi, hoặc từ bề mặt của van thoát hơi, hoặc từ bậc thang đi đến chính cột thu lôi này, hoặc cuối cùng từ chiếc xẻng của chú Vát Xa, thứ mà chú đã để lại từ mùa đông khi chú dọn tuyết. Do vậy, việc dỡ bỏ cột thu lôi hoặc để cột thu lôi trong tình huống này cũng hoàn toàn vô ích. Có thể khắc phục bằng cách nào? Có thể khắc phục theo cách này. Có thể chế tạo cột thu lôi với bề ngoài lớn đến mức sự ion hóa trên bề mặt của cột thu lôi sẽ hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu bạn làm một cột thu lôi với bán kính như vậy, thì bán kính mà bạn cần làm là 0,5 mét. Hãy tưởng tượng một cột thu lôi có đường kính hàng mét đứng trong vùng tải trọng gió mạnh ở một nơi nào đó trong vùng cực trái đất. Điều gì sẽ xảy ra với cột thu lôi này và cần cố định nó như thế nào? Vì thế, nghĩ ra một thiết kế như thế này. Bề mặt được tạo ra từ những sợi cáp mỏng để các dòng không khí đi qua những sợi cáp này một cách dễ dàng hơn. Và mặc dù tôi có liên quan trực tiếp nhất đối với bằng sáng chế cho chính cột thu lôi này, tôi có thể nói với các bạn rằng tôi sẽ không lựa chọn hàng loạt kết cấu của cột thu lôi như vậy. Tại sao? Vì một lý do đơn giản. Được rồi, tôi loại bỏ được các tia phóng điện lớn, các tia phóng điện nhỏ ở một cột thu lôi như vậy. Và cái gì tiếp theo? Các phóng điện có thể xuất hiện
Ví dụ, tử chính các quan thoát khí. Các bạn hãy xem có bao nhiêu chỗ không bằng phẳng và góc nhọn trên van thoát khí như vậy. Từ đó có thể phát sinh phóng điện và chúng sẽ đốt lửa lên. Tôi có thể làm một cái van thoát khí có bề mặt phẳng cho bể chứa. Và cuối cùng tôi có thể chùm lên nó một cái mặt chắn. Tốt rồi, khi đó tôi có một rào chắn trên bể chứa. Và rào chắn này trên bể chứa được làm thép góc. Và lúc đó các phóng điện lại xuất hiện từ các góc nhọn thép góc. Còn tiếp theo thì sao? Nếu tôi lại khắc phục được điều này thì làm ơn đừng quên cái xẻng của chú Vasa. Đi bằng cách khắc phục kiểu này theo tôi hoàn toàn không có triển vọng. Đây là giải pháp không mang tính thiết kế. Còn giải pháp mang tính thiết kế chỉ có một cách. Cần phải làm sao cho trong mọi trường hợp sự bùng cháy của chính những đám khí này tích tụ ở bên ngoài bể chứa, không thể lọt vào bên trong bể chứa. Cần phải làm van thoát khí có hệ thống chống cháy đáng tin cậy. Và nếu bạn làm các van thoát khí như vậy, và đây không còn là nhiệm vụ của các chuyên gia về điện cao áp nữa, đây là nhiệm vụ của các chuyên gia phòng cháy, chữa cháy. Nếu bạn làm một hệ thống như vậy, bạn có thể từ chối hoàn toàn và vô điều kiện các cuộc thu lôi tại các kho bể chứa. Và không cần gì khác nữa, và không cần bất kỳ giải pháp nào do tôi hay bất kỳ ai khác đề xuất cho bạn. Tôi nghĩ như vậy. Tôi có thể dừng lại nếu có những câu hỏi gửi đến. Không, tôi nghĩ là chúng ta nên tiếp tục. Tốt hơn là để đến phần cuối. Cần phải tiếp tục. Nào, chúng ta tiếp tục. Lúc này chúng ta chỉ còn lại một vấn đề. Chúng ta còn lại quá trình xảy ra trong lòng đất mà chúng ta đã nhắc đến, nhưng đã lướt qua và tránh khỏi các quá trình này. Theo tôi đã cho các bạn xem một lần bức ảnh tương tự. Bức ảnh màu bóc đỏ ở phía dưới. Bức ảnh này kèm theo các con số. Đây là thí nghiệm được thực hiện bởi Viện Vật lý Thực nghiệm ở thành phố Sarov. Họ lấy một điện cực thông thường dài 2,5 mét, đóng vào đất và cho dòng điện xung 70 kA chạy vào điện cực này. 70 kA là gì? Tôi có thể nói với các bạn rằng ít nhất 80% tia sét có dòng điện thấp hơn. Có nghĩa là dòng điện của cú sét mạnh. Bức ảnh mà người ta tặng cho tôi đang ở trước mặt các bạn. Điều này có nghĩa là các kênh phóng điện chạy dọc theo mặt đất. Trong trường hợp này có khoảng 10 kênh trong số chúng và chiều dài tối đa của các kênh này đạt tới 30 mét. Bây giờ hãy tưởng tượng rằng một kênh như vậy với nhiệt độ ở đâu đó không dưới 6.000 độ tiếp xúc với vùng rò rỉ nhiên liệu tại bể chứa. Ví dụ, trên các cầu nạp dầu hoặc tiếp xúc với một khu vực mà các phần khí nặng tụ tập trên mặt đất. Sự bùng cháy ở đây là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Và việc cháy chính những thứ này cũng là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Trong thí nghiệm này, chỉ cần một điện áp 300 kV là đủ để tạo thành một kênh phóng điện dài 30 mét. Còn những gì được viết trong tiêu chuẩn quy định, từ những khái niệm nào ở đó lựa chọn khoảng cách an toàn. Và trong các tài liệu này, hầu như trong tất cả mà không có ngoại lệ, người ta cho rằng để tạo ra một kênh phóng điện tia lửa có chiều dài 1 mét, cần có điện áp 300 kV, sai số đến 30 lần, các bạn hiểu không? Tài liệu táo bạo nhất mà tôi thấy là sau đây, để tạo ra một kênh phóng điện tia lửa có chiều dài 1 mét, cần 100 kV.
Trong thực tế, để tạo thành một kênh có chiều dài 1 mét, bạn không cần 100 kV mà là 30 kV. Các kênh phóng điện tia lửa, đây là vô điều kiện. Một tai họa không thể tránh khỏi tồn tại trong các kho nhiên liệu. Việc biết lúc của sự hình thành của các kênh như vậy đã rất hoàn thiện. Chúng ta hiểu rằng tại sao các kênh này lại di chuyển như thế ở điện áp thấp như vậy. Trong không khí, để đốt nóng kênh cần một vùng ion hóa khổng lồ. Còn để đốt nóng kênh trên mặt đất không cần vùng ion hóa nào cả. Bởi vì kênh này được đốt nóng một cách đơn giản bằng dòng điện dò. Các kênh đã tồn tại và điều duy nhất chúng ta có thể làm đối với chúng là chúng ta có thể ngăn chúng xâm nhập vào khu vực mà chúng ta cần. Độ dài của các kênh như vậy, tôi nhắc lại một lần nữa, phụ thuộc vào dòng xét. Ví dụ, với dòng xét 100 kA và điện trở xuất của đất là 100 Ω, chiều dài của một kênh như vậy sẽ không nhỏ hơn 50 m. Điều này được xác nhận bằng thực nghiệm. Phải làm gì bây giờ? Làm thế nào để bảo vệ khu vực nguy hiểm khỏi các kênh như vậy? Tôi muốn nói trước là khu vực nguy hiểm này, đây không phải chỉ là khu vực dòng điện chạy qua, đây không phải chỉ là khu vực tập trung các khí nặng. Đối với tôi, và không chỉ đối với tôi, những cây này gây ra mối nguy hiểm lớn đáng kể về mặt sau đây. Nếu bạn có hệ thống liên lạc ngầm, đầu tiên hệ thống các mạch điều khiển tự động hóa, thì một kênh phóng điện như vậy tiếp xúc với cáp ngầm biến cáp này thành đám rơm vụn. Các bạn có hiểu không? Hệ thống điều khiển tự động hóa của bạn bị gián đoạn do các kênh phóng điện này. Có thể làm gì được? Phương án khá đơn giản. Tôi lại mất mũi tên rồi. Mũi tên ở đây rồi. Tại đây, bạn có khu vực mà kênh phóng điện không được phép xâm nhập. Chỗ này bị rò rỉ, chỗ này có cắp điện, chỗ này có mọi thứ mà bạn muốn. Còn bây giờ, tôi sẽ làm điều này. Tôi lựa chọn và xung quanh khu vực này làm một hệ dây chống sét. Nhưng dây chống sét bây giờ tôi sẽ không làm ở trong không khí. Tôi đặt dây chống sét này vào lòng đất. Tôi đào rãnh. Tốt hơn hết là thuê người nào đó đào rãnh sâu 0,5 mét. Và đặt một thanh ngang tiếp địa thông thường vào đó. Có thể là dây thép, thép dẹp, bất cứ loại gì bạn muốn. Đây là khoảng cách giữa mạch vòng núi đất mà tôi đã làm và khu vực cần được bảo vệ. Tốt nhất là nên có khoảng cách nào đó trong giới hạn 10 mét, nhưng không dưới 5 mét. Điều gì sẽ xảy ra với kênh phóng điện? Kênh phóng điện gặp phải núi đất của tôi, dòng sét sẽ lan truyền theo hệ thống núi đất. Điện trường trong đất yếu đi và không có hiện tượng gì xảy ra. Thế thôi. Không cần đòi hỏi gì khác nữa. Đây là một công cụ cực kỳ đơn giản, rất dễ thực hiện và rất đủ hiệu quả. Và có lẽ công cụ duy nhất vượt trội như vậy, tôi chỉ có thể đưa ra một cái duy nhất. Và một lần nữa, tôi có thể đề xuất nó chủ yếu cho con dây thu xếp. Các bạn còn nhớ chứ, ở đó tôi còn có các cột thu lôi ngoài rìa đứng đấy, cột treo dây cáp. Tôi sẽ làm nối đất cho các cột treo này dưới dạng tia nằm ngang. Và tôi sẽ hướng những tia ngang này không phải là về kho nhiên liệu của tôi, mà hướng nó về phía bên cạnh, ở khu vực bên ngoài. Khi đó, kênh phóng điện bị phóng ra khỏi đầu của nối đất này
sẽ đi về hướng đó. Nó sẽ tồn tại, nhưng chỉ có điều là dòng điện của nó đối với tôi và đối với kho chứa sẽ không còn nguy hiểm. Biện pháp này, nếu nó có thể phù hợp theo điều kiện của phân bổ của kho chứa, sẽ tỏ ra cực kỳ hiệu quả. Nó không tệ hơn những gì tôi đề xuất cho bạn ở đây. Hơn nữa, nó thực tế không tốn chi phí bao nhiêu, bởi vì thiết bị này tính bằng tiền xu. Và biện pháp này có thể giải quyết vấn đề về sự ảnh hưởng của kênh phóng điện tia lửa tới những đường dây liên lạc ngầm mà rất quan trọng đối với sự hỗ trợ sự sống của công trình. Có lẽ tôi kết thúc ở đây. Tôi sẵn sàng trả lời câu hỏi của các bạn nếu các bạn có chúng. Vâng, trong khi ông đang thuyết trình kết thúc, một số lượng lớn các câu hỏi đã nhận được. Hãy đọc đi, Nadia. Tôi sẽ đọc dần chúng cho ông nghe. Một câu hỏi về một đám mây khí. Một câu hỏi lớn: có cơ sở pháp lý nào để xác định nồng độ của các chất khí đó như thế nào không? Các bạn biết đấy, cơ sở pháp lý như vậy có. Nó rất dễ tiếp cận, bởi vì ngay cả trong RD34 cũng có những tiêu chuẩn mà nhân viên cứu hỏa đã đưa ra cho các chuyên gia chống xét, và chúng có trong RD34. Hiện nay, trong các quy định về an toàn chống cháy cho các công trình khác nhau, những vùng như vậy cũng tồn tại. Tất cả chúng đều có sẵn. Đây là một tài liệu rất dễ dàng lấy từ Internet, nhưng bạn không cần phải lướt web. Hãy đọc trong RD34. Ở đó, trong phần liên quan đến bảo vệ chống xét cấp 2, các số liệu chung được đưa ra. Như tôi hiểu về câu hỏi, nó liên quan đến điều mà có trong trạng thái làm việc khi đám mây không có nguy cơ nổ và có sự cố có thể xảy ra một lần trong 100 năm. Không, chuyện đang nói về vấn đề này, chuyện không nói về sự phụt khí sự cố, bởi vì phụt khí sự cố nói chung không được bảo vệ bằng các tiêu chuẩn của chúng ta. Câu hỏi chính là muốn nói về điều này. Chúng ta đang chỉ nói về những khí thoát ra mà tồn tại trong chu kỳ làm việc bình thường ở trên các bể chứa. Và những khí thoát ra này được định mức theo tiêu chuẩn cứu hỏa. Hai ngày trước, trên đài phát thanh giải thích rằng không được gọi là lính cứu hỏa mà phải gọi là cứu hỏa, chữa cháy. Vì vậy, ngành cứu hỏa tiêu chuẩn hóa những khí thoát ra này chỉ đối với hoạt động bình thường của các kho chứa. Có nghĩa là những khí thoát ra này hầu như luôn tồn tại. Có một câu hỏi khác dẫn ra một ví dụ: một đường ống dẫn khí ngầm lộ ra khỏi mặt đất 1 mét để lắp van của một loại thiết bị nào đó bảo vệ đoạn lộ ra này như thế nào? Vậy có cần bảo vệ nó không? Có một câu hỏi như thế. Điều này có nghĩa là nếu đường ống dẫn khí này có độ dày thành ống hơn 4 mm thì có thể không cần bảo vệ nó. Bảo vệ nó để làm gì? Điều này là hoàn toàn không cần thiết. Một vấn đề hoàn toàn khác: nếu bạn có một thiết bị phân phối khí nơi mà các đường ống áp lực cao lộ ra, có một thiết bị tiết lưu ở đó và sau đó đi ra các đường ống áp lực thấp, một thiết bị phân phối khí như vậy có thể được lắp đặt ở bất kỳ làng nào, bất kỳ xóm nào. Yêu cầu bảo vệ nó là bắt buộc, và nhất định là có một cột thu lôi ở đó, và cột thu lôi này được lắp đặt ngay cả trong trường hợp có hai cây cao đến 30 mét đứng cạnh đó. Trên đường phố nơi tôi sinh sống, người ta đã làm như vậy, và ở cạnh đó có cột thu lôi, nhưng cột thu lôi để bảo vệ nơi phân phối khí theo quy định vẫn phải được lắp đặt. Và không ai từ chối việc lắp đặt cột thu lôi này, bởi vì lý do như thế này: do đám mây khí tự tích tụ bên trong tủ và cần phải bảo vệ trước các tác động của nó. Thực ra câu hỏi được đưa ra là có liên quan đến vấn đề chuyên viên giám định đưa ra lưu ý, hình như là cho tác giả của câu hỏi rằng cần phải thực hiện bảo vệ chống xét đoạn này
một đoạn đường ống dẫn khí đốt lộ ra khỏi mặt đất hơn 1 mét. Tôi nhắc lại lần nữa, các bạn hiểu vấn đề là như thế nào. Nếu chiều dày đường ống dẫn khí của bạn vượt quá 4 mm, thì bạn không cần phải làm gì cả. Ví dụ, bạn có thể kéo một đường ống dẫn khí đốt từ Moscow tới Saint Petersburg, không phải trong lòng đất mà để trong không khí, và bạn sẽ không cần thực hiện bất kỳ biện pháp chống sét nào nếu bạn được phép xây dựng một đường ống như vậy. Nhưng nếu bạn có một đường ống có thanh mỏng, thì nó phải được đặt trong vùng bảo vệ một theo cách gần giống như thực hiện đối với bất kỳ công trình lắp đặt ngoài trời nào. Đảm bảo khả năng chống sét theo cấp bảo vệ cấp 2, theo tiêu chuẩn của Gazprom. Tôi nhận được một câu hỏi như thế này, cần phải làm gì để giảm bớt điện áp? Một câu hỏi tuyệt vời. Các bạn biết đấy, chúng tôi đang nghiên cứu cách cấu trúc của cột thu lôi, cấu trúc của các loại tiếp địa mà có thể làm giảm điện áp bước xuống đến mức ghi trong quy định an toàn điện đối với dòng điện ngắn mạch. Ở đó, người ta quy định không được có điện áp lớn hơn 600V. Đây là một quy định mà không còn có quy định nào khác nữa. Bạn hiểu không? Tôi đã cố ý nói về điều này. Quy định này được đáp ứng cho tình huống khi mà dòng điện sét của bạn lan truyền theo cách sau. Hoặc là bạn tạo ra lưới kim loại liên tục ở nơi có khả năng con người sẽ ở đó. Anh ta sẽ luôn ở dưới điện áp thực tế như nhau. Hoặc bạn làm một lớp phủ cách điện. Lớp phủ cách điện này thường được làm bằng vật liệu chống thấm. Ví dụ, toàn bộ diện tích được trải nhựa. Và điều này một lần nữa được viết trong RD34. Nhưng để làm một mạch nối đất mà khi lan truyền dọc rất lớn sẽ làm giảm điện áp bước xuống thấp hơn 600V là điều không thực tế. Điều này thực tế là không thể thực hiện được. Tốt. Câu hỏi tiếp theo, họ muốn biết chính xác có kế hoạch hay không trong thời gian tới đưa ra các tiêu chuẩn quy phạm mới về bảo vệ chống sét của nối đất. Các bạn biết không, câu hỏi này không dành cho tôi vì lý do như thế này. Để làm các tiêu chuẩn quy định cần phải có kinh phí. Chúng tôi luôn nói rằng chúng không thể thiếu được. Chúng tôi nói và họ không nghe chúng tôi. Nếu nói đến tiêu chuẩn công nghiệp ngày nay, tiêu chuẩn nào là hoàn hảo nhất, có lẽ tôi sẽ nói là tiêu chuẩn Gazprom sẽ đứng đầu. Bởi vì tiêu chuẩn này được làm khá gần đây, các chuyên gia nhiều cấp khác nhau đã tham gia vào tiêu chuẩn này không tồi. Nhưng nếu chúng ta nói về các tiêu chuẩn của Nga, thì ngày nay tôi khó có thể hình dung ai sẽ mạo hiểm kiếm tiền cho công việc này trong hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta đang sống. Tôi nghĩ trong thời gian sắp tới, hy vọng về điều này là không thể. Tôi xin giải thích. Chỉ là những người nghe lo lắng rằng chủ nghĩa hình thức của các tổ chức giám định là không thể vượt qua được, nhưng cần phải thực hiện các yêu cầu của họ và thực hiện của họ về an toàn. Các bạn hãy chú ý tôi nói về cái gì. Những gì tôi đã đề xuất cho các bạn, tôi đã đề xuất cho các bạn dây thu xếp. Như thế, chúng sẽ không bị coi là thù địch với các tổ chức quản lý, bởi vì chúng được các tiêu chuẩn quy định của chúng ta cho phép. Tôi đề xuất cho các bạn kết nối các cột thu lôi. Điều này cũng hoàn toàn không mâu thuẫn với bất cứ điều gì. Tôi đề xuất với các bạn bảo vệ chống lại phóng điện trượt nhờ sự trợ giúp theo bản chất là chúng sét được chôn trong lòng đất. Và điều này cũng không mâu thuẫn với bất cứ điều gì. Điều duy nhất có thể gặp phải sự phản đối là đề xuất của tôi, mà theo đó cần phải làm rào chắn lửa đáng tin cậy và bỏ các cột thu lôi ở các kho chứa. Các bạn nghĩ rằng
Phải chăng tôi là người duy nhất? Thành thật mà nói, tôi đã trích dẫn kỹ thuật đó mà được sử dụng ở rất nhiều nước. Ví dụ ở Hoa Kỳ, các kho chứa không được bảo vệ, nhưng ở châu Âu thì có. Nhưng tôi nghĩ rằng người Mỹ đúng chứ không phải là người châu Âu. Ở đây, chúng tôi cùng các bạn không thể làm gì được khi mà luật chưa thay đổi. Chúng ta vẫn sẽ lắp đặt các cổ thu lôi, nhưng chúng ta hãy lắp đặt chúng sao cho chúng không gây hại. Như vậy, trong số những câu hỏi mà tôi bỏ qua, còn có một câu hỏi: có cần hay không sử dụng thiết kế tiếp đất mà ông đã đề xuất cho dây thu lôi để sử dụng cho cổ thu lôi? Nói chung, tất nhiên là có thể. Nói chung, có thể. Có lẽ chỉ ở trong đầu tôi là không nghiêng về những cột thu lôi này vì lý do như sau. Chiều cao của chúng sẽ rất cao. Các bạn có hiểu không? Các bạn biết đấy, tôi sẽ cho các bạn một ví dụ. Cách đây không lâu, chúng tôi đã phân tích bảo vệ chống sét của một nhà máy chế biến nhiên liệu hydrocarbon. Và trong đó áp dụng bảo vệ chống sét bằng dây chống sét. Dự án không chỉ là của Nga, dự án còn là của Pháp. Chúng khác nhau ở chỗ cả hai đều bố trí cột thu lôi, nhưng chiều cao của những cột thu lôi này có phần khác nhau. Tôi không thể nhớ chính xác, ở chỗ người Pháp cao hơn 90 mét, trong khi của chúng ta chỉ trên 80 mét hay ngược lại gì đó. Nhưng các cột thu lôi cao xấp xỉ 100 mét và số lượng khoảng 16 chiếc. Khi chúng tôi đề xuất một thiết kế, bắt đầu xem xét các giải pháp khác nhau, chúng tôi thấy rằng chiều cao của các cột thu lôi có thể giảm xuống 2 lần nếu sử dụng dây chống sét, còn số lượng cột treo dây cần làm 6 cột thay cho 16. Chúng ta không nói về số dây chống sét ở đây. Các bạn có hiểu không? Dây chống sét ở một mức độ nào đó là một truyền thống, nhưng không phải là một truyền thống rất thành công. Nhìn chung, theo chủ đề hôm nay, tôi đã đọc hầu hết các câu hỏi. Nếu tôi bỏ lỡ câu hỏi nào hoặc các bạn còn thắc mắc gì, thì xin mời các bạn hỏi ngay bây giờ. Và từ lý do có một số câu hỏi không liên quan đến chủ đề hôm nay. Đây là câu hỏi về nối đất các công trình nhỏ như KTP của các tòa nhà mô đun nằm trên diện tích của đất cao thế. Các bạn biết đấy, việc như thế này, bạn chỉ cần thực hiện các quy định được viết trong các tiêu chuẩn mà trong đó có. Dù sao, tôi không thể đề xuất bất cứ điều gì khác, bởi vì làm cái gì đó tương tự như những tiết địa nằm ngang mà tôi giới thiệu cho các bạn trên các công trình nhỏ là không thực tế. Thay thế đất, nếu đây là rất cần thiết, tất nhiên là có thể thay thế. Nhưng đây là loại bố trí khác. Tôi đã có cơ hội thấy việc thay thế đất. Tôi biết hai trường hợp như vậy. Nhưng một lần sự thay đổi này được thực hiện bởi một tàu cuốc hoạt động trên sông Volga trong thời gian vài tháng. Trường hợp thứ hai, việc thay thế đất thực hiện trong các hào dài 30 mét và sâu 1,5 mét. Nhưng đây là một số lượng lớn xe ben. Đây là một thú vui đắt giá, bạn có hiểu không? Tất cả là như vậy. Tôi có một cơ hội vui vẻ để chúc các bạn một năm mới đến gần. Tôi hiểu rằng năm nay không phải là một năm tốt nhất. Nhưng dẫu sao, nó vẫn kết thúc và chúng ta hãy hy vọng rằng năm mới sẽ tốt đẹp hơn, sẽ nhiều niềm vui hơn cho chúng ta. Chúng ta có rất nhiều loại công việc và chúng ta có sức khỏe. Và để cho chúng ta bảo vệ thành công trước những tia sét, nhưng bảo vệ sao cho tia sét không biến mất hoàn toàn. Vì cuối cùng, không được giết con gà đẻ trứng vàng. Chúc các bạn, các đồng nghiệp thành công.
Cảm ơn các bạn về sự chú ý lắng nghe. Cũng như mọi khi, xin các bạn điền vào phiếu theo link mà bây giờ sẽ xuất hiện trong chat. Ở đó các bạn có thể trình bày các yêu cầu của mình cũng như gửi các câu hỏi đến tác giả. Chúc các bạn thành đạt nhân dịp năm mới đến gần. Cảm ơn vì sự lắng nghe.